Xin chào các bạn, mình là Thu Hoài. Mình đang có mặt tại siêu thị điện máy Chuyên Quyền. Hiện tại đang bước vào khoảng thời gian các hãng điện tử đang đua nhau khuyến mại rồi. Vậy bạn đã chọn được sản phẩm nào gia đình nhà mình chưa? Để giúp cho các bạn tăng thêm sự lựa chọn khi đi mua sắm cũng như là đổi mới chiếc TV nhà mình, Thu Hoài xin mang đến cho các bạn một sản phẩm rất tuyệt vời. Đó là chiếc Smart TV Samsung 4K có mã sản phẩm là 55RU400, vừa được Samsung ra mắt năm 2019. Đây là một sản phẩm với thiết kế viền màn hình siêu mỏng, chân đế vững chắc, sẽ mang đến vẻ đẹp tự nhiên, tinh thế cho văn phòng nhà bạn. Sản phẩm được hỗ trợ đầy đủ các ổ kết nối như HDMI, mạng LAN, USB. Ngoài mẫu 55 inch còn có mẫu 43 inch, 50 inch, 65 inch cho các bạn lựa chọn cho phù hợp ra phòng nhà mình. Đây là chiếc TV có độ phân giải 4K với hơn 8 triệu điều ảo. Vì vậy, hình ảnh rất sắc nét, gấp 4 lần so với chuẩn Full HD thông thường. Cùng với đó, Samsung còn trang bị công nghệ HDR giúp nâng cao hiệu quả độ sáng và tối, tạo chiều sâu tốt hơn, mang đến sự chân thật nhất khi xem TV. Với hệ điều hành Tizen OS với nhiều ưu điểm vượt trội, có thể dễ dàng sử dụng Zoom. Để điều khiển chiếc TV Smart 4K này thì không thể thiếu được chiếc remote thông minh. Ngoài ra, bạn có thể điều khiển bằng giọng nói giúp bạn dễ tìm kiếm được chương trình mình mong muốn. Đó là một vài tính năng nổi bật của chiếc TV Smart Samsung 4K 55RU7400. Hy vọng bạn có thêm sự lựa chọn cho gia đình nhà mình nhé. Với tiêu chí cũng là sứ mệnh của Chuyên Quyền luôn mong muốn mang đến cho quý khách những sản phẩm tốt nhất để phục vụ khách hàng. Chào đón năm mới 2020 tới khách hàng khuyến mãi 2020, vui xuân canh tí, rất có nhiều ý với tất cả các sản phẩm điện tử, điện lạnh, gia dụng được khuyến mãi đến 50%. Và các bạn đừng quên chương trình khuyến mãi của Chuyên Quyền diễn ra từ 1 tháng 1 đến 9 tháng 2 năm 2020. Đây là bộ sản phẩm trị giá 200 triệu đồng được trao miễn phí cho toàn bộ khách hàng vào ngày 9 tháng 2 năm 2020. Ngoài ra, khi các bạn đến tham quan và mua sắm tại siêu thị điện máy Chuyên Quyền, các bạn sẽ được tặng phiếu bốc thăm trúng thưởng để có cơ hội trúng bộ giải thưởng 200 triệu đồng tại Chuyên Quyền nhân dịp năm mới 2020. Siêu thị điện máy Chuyên Quyền xin chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng. Chúc các bạn may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.